Sông sâu sào vắng khó dò, muốn qua thăm bầu mà sợ đò không. Miệt thứ lớn lên với tiếng rì rầm sóng dỗ, với tiếng kẹo kẹt của mái chèo khua nước, bởi thế những giấc ngủ cũng trở nên bồng bềnh phiêu diêu. Miệt thứ trong tâm thức có thể xa xôi và nhọc nhằn, nhưng với người đã sinh ra trên chiếc xuồng câu bé nhỏ năm xưa thì dường như đời họ đã được ký thác vào những dòng sông. Và dòng sông con rạch với cá tôm hào sản đã không một chút chối từ. Ấy là chốn mưu sinh, là thủy lộ quan trọng để đi lại. Do đó người miền Tây Nam Bộ, mà nhất là vùng miền Thứ, luôn có tập quán cất nhà sát bờ sông mé rạch, mở một cửa chính ra dòng sông, bắt một cái bến cho ghe xuồng neo đậu. Cái bến ấy cũng có thể là cái bến chờ, bến đợi của tình yêu miệt thứ. Từ thị trấn thứ 3 đi dọc theo kinh sáng xẻo rô một đổi, tầm 30 cây số là tới thị trấn thứ 11, tức huyện lỵ của huyện An Minh, Kiên Giang ngày nay. Khi có một cây cầu mới nữa bắc ngang kênh sáng xẻo rô, nằm giữa vị trí của cây cầu thứ 9 và cầu thứ 10, thì bà con theo tập quán gọi đây là cây cầu thứ 9 rưỡi. Cái tên dí dỏm thú vị mà cũng đặc sệt phong cách miệt thứ. Càng đến trung tâm thứ 11, quang cảnh càng trở nên sung túc, tấp nập. Nhưng thị trấn thứ 11 vẫn còn có những khu chợ đặc biệt mang đậm bản sắc của vùng này. Trong đó có những dựa cừ tràm. Cây tràm, loại cây bản địa có ý nghĩa quan trọng với cư dân miệt thứ từ thời Khẩn Quan cho đến ngày nay. Đây là những cây tràm trồng và được khai thác một lần trong năm. Tràm cừ miệt thứ có tiếng là nhẹ nhưng rất chắc và độ bền lên đến 20 năm. Cùng với lá dừa nước để che mưa che nắng, cừ tràm giúp gia cố cho ngôi nhà miệt thứ thêm phần chắc chắn, thích hợp cho cư dân dựng nhà trên những nền đất úng phèn, ngập nước hoặc trên địa hình triền sông.
Trong thời kỳ biến đổi khí hậu hôm nay, chúng tôi còn được biết các nhà khoa học và chính quyền đã sử dụng cừ tràm như một giải pháp tại chỗ, giúp gia cố bờ đê, con lộ, rồi làm kè chắn sóng hai lớp, góp phần chống sói lở và giúp cây rừng phục hồi để giữ đất. Dựa cừ tràm và làng nghề chằm lá dừa nước lúc nào cũng sôi động, cung cấp cho thị trường cả miền Tây và Đông Nam Bộ. Những phụ nữ miền quê lại có thêm đồng ra đồng vô trong lúc nông nhàn. Như mình lớn rồi mình đâu có đi xa ra gãy đồ được, mấy đứa trẻ với đi bằng công ty đồ được, mấy đứa trẻ nó đi được. Mình lớn tuổi nhà ai ta cũng vậy chứ. Rồi lúc nào tao đi bằng khóm ở ngoài vườn thì là lúc lên tao nghỉ. Chứ không có ở đây đâu có ai ở không đâu. Thì đứa nít có chút xíu nó cũng biết chậm, nó cũng đi chậm mướn nữa. Trong khi một số nhà tư tưởng phương Tây đang cố tách bối cảnh môi trường với chủ thể con người vì tin rằng hai thực thể này có thể tồn tại độc lập, thì Miệt Thứ có thể là một trong những ví dụ sinh động cho quan điểm ngược lại, gọi là văn hóa học sinh thái. Quan điểm của Julian Stewart cho rằng con người khi hình thành ý thức đều chịu tác động của môi trường nơi mình sinh ra một cách mạnh mẽ. Môi trường bao trùm lên cách sống, đến những kỹ năng và quan niệm sống từ thuở mới lọt lòng. Nếu có dịp chứng kiến những đứa trẻ miền sông bơi lội như rái cá, hay phụ nữ có thể tự tin chèo xuồng, chạy tắt ráng từ lúc mới thiếu nữ, ta hiểu vì sao môi trường sông nước đã tạo ra một con người Miệt Thứ cá tánh, thích nghi như thế. Nhưng có khi chẳng phải lớn lên từ phù sa, chỉ cần đến đây bằng tấm lòng, vượt qua cái suy nghĩ về chốn xa xôi cách trở, thì Miệt Thứ sẵn sàng bao dung đón người tứ xứ về an cư lạc nghiệp, để rồi nhìn ra vẻ đẹp của nơi này từ những điều tưởng chừng như mộc mạc đơn sơ nhất. Thấy cái tràm rất là gắn bó với người dân ở đây. Rồi cái vỏ tràm mình thấy vứt đi mình nói ổ phí quá, trôi dập về. Nhưng mà khi mình nhìn bằng chuyên môn á, mình thấy tại sao tràm có những cái sắc độ nó hay vậy. Mình thử làm tranh thử coi. Khi mà thực hiện một tranh đầu tiên để ra mắt hội chợ triển lãm việc làm của An Minh á, thì ông bí thư của huyện An Minh thấy vỏ tràm hay quá. Ông mới khuyến khích nên làm cái vỏ tràm này để làm một cái tác phẩm mình bằng chất liệu của quê hương mình. Cái tình, cái nghĩa ấy đã khiến cho một chàng họa sĩ xứ Huế phải lòng ngay nơi này và xem quyết định về quê vợ ở An Minh Kiên Giang là đúng. Tuy chẳng phải là nơi sở hữu núi non trùng điệp, nhưng chính Miệt Thứ đã khơi nguồn cảm hứng bất tận khi ông tìm ra một chất liệu mới để sáng tác, đó là vỏ tràm. Và chính ông cũng đã tự sự: cây tràm Miệt Thứ đã tạo nên bước ngoặt lớn cho sự nghiệp hội họa, giúp tôi thăng hoa hơn. Tuy tự tìm tòi, khám phá ra chất liệu mới, nhưng chính vỏ tràm đã dẫn dắt, gợi ý cho họa sĩ hữu vỏ. Bởi các sắc độ của tràm rất phong phú khi bóc tách qua từng lớp vỏ. Cái màu sắc của nó là từ thiên nhiên mà ra. Sơn không pha được màu tự nhiên của cái vỏ tràm. Thứ hai này là vỏ tràm có một cái tính đặc biệt là tranh vỏ tràm không thể làm tác phẩm giống nhau. Một tác phẩm là có một nét riêng của tác phẩm đó. Những thành công của họa sĩ hữu vỏ trong việc thổi hồn nghệ thuật vào vỏ tràm đã gợi cảm hứng cho nhiều họa sĩ trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long đến học hỏi và sáng tạo trên chất liệu này. Điều đáng nói là tranh bằng vỏ tràm đã được giới mỹ thuật công nhận là một thể loại hội họa mới bên cạnh các chất liệu truyền thống như sơn dầu, lụa, màu nước mà họa sĩ hữu vỏ được xem là người đi đầu, mở lối. Qua một chất liệu bản địa độc đáo,
tác giả như gợi gắm một chiều sâu văn hóa và cốt cách của miền sông nước phương Nam. Anh Biệt Thứ hồi xưa là nằm trong cái khái niệm của mình, nó xa xôi và nó có gì là rùng rợn, nó bí hiểm lắm. Nhưng mà khi mình đi về với vùng Biệt Thứ mới thấy là Biệt Thứ rất sâu động, sống rất tình nghĩa, rất chân thành. Lúc mà con cái đau ốm á, người ta sẵn sàng cho mượn xuồng, người ta giúp đỡ mọi thứ cho mình. Trong nghệ thuật, không phải cứ có bối cảnh đẹp thì mới có bức tranh đẹp, mà vẻ đẹp ở đây đến từ những điều giản dị, đời thường, nhưng hàm chứa những điều sâu lắng, đượm tình. Có lẽ vì thế, mảnh đất Miệt Thứ đã đi vào văn học nghệ thuật một cách tự nhiên, khắc khoải. Sương khuya ước đồng giang bầu, em về Miệt Thứ bỏ sầu cho đò giang cách trở, ghe xuồng thô sơ, người mẹ tiễn con về Miệt Thứ là không biết khi nào gặp lại. Khúc đoạn trường này từng được nhà văn Sơn Nam kể lại trong truyện ngắn Cô Út Về Làng, lấy bối cảnh vào những năm 1940. Cô Út từ biệt cha mẹ về làm dâu Miệt Thứ, cho đến khi cha mẹ qua đời vẫn chưa nhận được tin. Người con gái trong câu ca dao thuở xưa có thể mỉm cười thay vì buông lời thở than nếu chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của nơi này, và nếu biết rằng từ Cần Thơ, từ Miệt Dường về đến đây cũng chỉ non 3 giờ đồng hồ, đã không còn xa nữa không gian vật lý và cả khoảng cách về tâm lý. Xưa ở đây là nghe xứ cá mà, gừng mà. Hồi đó ở đây trong đây là gừng không mà cá dữ lắm. Hồi xưa mà ngay con nước của nó hả, kéo hả, lên là không có đồ gọng luôn á. Trong nhà có nhiều đồ đựng nước nhiều hả là đem ra gọng hết. Còn giờ lai gai như một đợt, ví dụ như chạy nhiều lắm thì cũng được vài trăm. Mà bữa nào như có cá mà bán giá cao cao như cá lóc, cá chê rồi thì cũng được chịu, mà lâu lâu mới có đợt như vậy. Còn như lai gai thì vài trăm, ở khi ít thì vài chục. Ở lâu cây bầu cũng leo vàng đậu, con cá lia thia trong chậu cũng quen hơi. Người con gái này cũng quen luôn với bờ đất dòng kênh, tìm thấy niềm vui trong công việc săn cá đồng, dù cái nhịp điệu cất gió thoạt nhìn có vẻ trùng lặp đơn điệu. Thì thấy kéo lên nó nhảy nhảy vui vậy đó, bắt được cá thì vui. Chứ hơn nữa như bây giờ đi làm dọc vòng rảnh rỗi tối chiều chẳng dạng thì mình đặt cũng có cá ăn. Rồi có tiền đồng ra đồng vô cũng mua thêm phụ đồ ăn rồi này kia. Sống ở đây bình yên. Cho dẫu quê lợi từ cá đồng, cá thiên nhiên đã không còn nhiều như trước, nhưng đáng mừng thay, có những thanh niên mang tình yêu và trí tuệ, tâm quyết khôi phục giữ lại danh tiếng xứ sở cá đồng miền Tây cho Miệt Thứ thông qua những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến nhất. Câu chuyện đang được viết nên tại U Minh Thượng, và ekip chúng tôi hướng về xứ U Minh, một thực thể quan trọng của Miệt Thứ, để tìm những điểm sáng, những câu chuyện ấn tượng trong các tập tiếp theo.